Kính thưa vị, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà chúng ta nói về kinh tế thì chúng ta cũng phải nói về những cái sức mạnh về vấn đề quân sự. Thì thưa ông, khi mà chúng ta nói vấn đề quân sự và cái vấn đề ngoại giao nó đi đôi với nhau ở các nước trên thế giới đó, thì hiện nay cái vấn đề Trung Đông nó như thế nào rồi, dạ thưa ông? Thực sự thì về vấn đề Trung Đông như chúng ta đã thấy thì ông Tâm ông ấy có vẻ như ông muốn rút lui ra khỏi miền Trung Đông, cho nên rằng thì là Liên bang Nga lợi dụng cái chủ trương đó mà lấn áp tất cả những các nước khác và đóng một vai chủ động ở miền Trung Đông. Hoa Kỳ có vẻ như không còn có ảnh hưởng nào trong lúc này về vấn đề Trung Đông, bởi vì nước Nga đã tiến lên và lấn áp hết tất cả những nước khác ở trong vùng Trung Đông. Vì vậy cho nên rằng thì nhiều người chỉ trích ông Trump, mà sự thực thì cái chuyện mà nước Mỹ e ngại về vấn đề Trung Đông đã có từ thời ông Obama rồi. Là vì chúng ta thấy rằng ông Obama lúc trước thì là ngần ngại không muốn can thiệp vào vấn đề của Tổng thống Syria. Vì vậy cho nên rằng Liên bang Nga mới lợi dụng cái hoàn cảnh đó mà đẩy mạnh cái ảnh hưởng của Liên bang Nga trong vấn đề Trung Đông. Rồi tiếp theo đó, ông Trump ngoại trừ một vấn đề mà pháo kích để mà có thể nói cảnh cáo chính phủ Syria dưới quyền của nhà độc tài Assad, thì ông Trump cũng không có chủ trương can thiệp một cách đặc biệt nào vào vấn đề Trung Đông. Thành ra để trả lời câu hỏi của anh một cách tóm tắt, nước Mỹ gần như rút khỏi cái gọi là cái sự can thiệp vào Trung Đông nhiều, và trong khi đó thì Liên bang Nga tiến lên và giữ một vai trò chủ động khá rõ rệt trong vấn đề Trung Đông. Nhưng mà Trung Đông còn có cái vấn đề Saudi Arabia, một cái nước Ả Rập như vậy. Đấy lại là một vấn đề khác nữa, là bởi vì thì là Saudi Arabia lại gặp phải cái trường hợp rằng thì là có nhà báo Khashoggi đó bị giết. Thành thử ra rằng thì là trong khi Saudi Arabia nghĩa là chủ trương tấn công một cái phe thân Iran ở miền Yemen, nhưng mà lúc trước thì nghĩa là nước Mỹ có vẻ ủng hộ Saudi Arabia trong cái trận chiến tranh ở Yemen. Nhưng mà sau cái vụ nhà báo Khashoggi bị giết thì tất cả không những là cái dư luận hầu hết các nước trên thế giới là chống lại Saudi Arabia với cái gọi là với cái vụ giết chóc đó. Thành thử ra rằng thì là ông Trump cố gắng lắm mới giữ được một cái mối liên hệ với Saudi Arabia. Chúng ta thấy rằng Thượng viện của nước Mỹ gần đây có đưa ra một cái bản phán quyết buộc chính phủ Mỹ không có can thiệp vào vấn đề ở Yemen nữa. Thái độ đó là một thái độ rõ rệt chống Saudi Arabia. Và vì vậy cho nên rằng thì là cái thái độ của ông Trump có vẻ thân thiện với lại Saudi Arabia và bênh vực những nhà lãnh đạo của Saudi Arabia cũng bị nhiều người chỉ trích, và cho đến nay chưa biết rằng thì là cái trường hợp đó sẽ đi tới đâu. Kính thưa ông cũng có nói rằng là Nga, cái vai trò của Nga ở Trung Đông hiện nay nó coi như họ lấn Hoa Kỳ nhiều lắm. Như vậy là cái Hoa Kỳ có còn là cái đồng minh ở cho người Trung ở các nước ở Trung Đông, giống như là Hoa Kỳ đang là đồng minh của Ukraine, một cái đất nước mà Nga cũng luôn luôn tìm cách để mà lấn, để hoặc là chiếm lấy
thì ông nhận định như thế nào vậy thưa ông? Về cái vấn đề đó ở Trung Đông và vấn đề Saudi Arabia thì chúng ta phải nói rộng ra là cái vấn đề thái độ của nước Mỹ trên chính trường quốc tế. Cái thái độ của ông Trump thì chúng ta cũng thấy là ông ấy từ bỏ hết tất cả những cái sự có thể nói rằng liên hệ với những vấn đề trên thế giới. Tỷ dụ một là vấn đề gọi là những thay đổi khí hậu ở trên chính trường quốc tế, người ta đã thấy có một cái sự thỏa thuận rất lớn, gần 200 nước ký vào cái thỏa hiệp đó để mà nghĩ đến tương lai về vấn đề mà khí hậu. Ngại rằng thì là cái vấn đề đó sẽ mỗi ngày mỗi trở nên khó khăn cho tất cả mọi người. Trong cái vấn đề mà chống lại cái thỏa hiệp về sự thay đổi khí hậu đó thì chúng ta thấy rằng thì là chính quyền của ông Trump gần như đứng một mình, là bởi vì ngay cả Trung Cộng họ cũng đi theo cái thỏa ước đó, mà chỉ riêng chỉ có Hoa Kỳ trong cái số gần 200 nước không đi theo cái thỏa ước đó. Vì vậy cho nên để trả lời cái câu hỏi của anh thì chúng ta sẽ phải trở về với lại cái thái độ của chính quyền Trump đối với những vấn đề trên thế giới. Tôi vừa đề cập tới vấn đề mà thay đổi khí hậu, nhưng mà còn những vấn đề khác như là vấn đề gọi là IPP, tức là vấn đề mậu dịch ở miền Á Châu đó. Thì ngay từ ngày đầu, ông Trump đã rút ra khỏi cái gọi là cái thỏa ước IPP đó. Thành thử ra rằng người ta thấy có cái chiều hướng là ông Trump cũng không muốn dính dáng đến những cái vấn đề đó. Là bởi vì ông ấy chủ trương là về vấn đề mậu dịch, về vấn đề thương mại thì những nước khác trên thế giới, nghĩa là lợi dụng cái hoàn cảnh của Hoa Kỳ và làm cho Hoa Kỳ thiệt hại rất nhiều. Cho nên ông rút ra khỏi cái gọi là cái thỏa ước IPP đó. Thế còn một vấn đề khác nữa cũng là một cái thỏa ước trước do thời Obama nước Mỹ đã ký kết để mà cố gắng ngăn chặn Iran trong cái vấn đề mà gọi là vấn đề những khí nguyên tử. Thì ông Trump cũng tìm cách rút ra khỏi cái gọi là cái thỏa ước đó. Thành ra nếu mà nói chung thì đứng về phương diện thương mại và mậu dịch ấy, ông Trump nói một cách có thể nói rằng thì là bộc trực là nước Mỹ đã bị trục lợi bởi những nước khác. Bởi vì ông ấy muốn thay đổi cả những cái vấn đề đó đối với lại Canada và đối với Mexico, mà trong những cái thỏa ước gọi là thỏa ước NAFTA thì gần đây cũng có đạt được một cái thỏa ước, thì sự thực ra cũng chỉ là một cái thỏa ước cũ với một cái vài thay đổi không đáng kể mà thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng là một cái thỏa thuận cho nó yên vấn đề NAFTA đó. Nhưng mà còn những vấn đề khác, vấn đề mậu dịch thương mại với Nam Hàn, vấn đề mậu dịch thương mại với Nhật Bản, vấn đề thương mại mậu dịch với lại Âu Châu, tất cả những vấn đề đó hiện nay vẫn chưa được gọi là để ý tới, chứ chưa nói đến vấn đề có được giải quyết hay không. Đó. Xin được cảm ơn đại sứ Bùi Diễm rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình của chúng tôi và của đại sứ Bùi Diễm phần 1. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục trong cái ngày gọi là ngày Giáng sinh của chúng ta, thì phần 2 chúng tôi sẽ tập trung vào một số vấn đề có liên quan tới đời sống của người dân Hoa Kỳ ở dưới thời Tổng thống Donald Trump, và có liên quan tới vấn đề sức khỏe, vấn đề di dân, và đặc biệt có liên quan tới một số vấn đề về công ăn việc làm. Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị.